Giải thích phẩm 10 vô thứ 25, Kinh Đại Bát Nhã ghi. Phần 2, phẩm vô biên tế thứ 23, Kinh Tuệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát, tiền tế không thể có được, hậu tế không thể có được, trung tế không thể có được. Vì sắc vô biên nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vô biên. Vì thọ tưởng hành thức vô biên nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vô biên. Sắc là Bồ Tát Ma Ha Tát cũng không thể có được. Thọ tưởng hành thức là Bồ Tát Ma Ha Tát cũng không thể có được. Như vậy, Bạch Thế Tôn nên hết thảy chủng, hết thảy chỗ tìm Bồ Tát không thể có được. Bạch Thế Tôn, con sẽ dạy Bát Nhã Ba La Mật cho những Bồ Tát như thế nào? Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ có danh tự, như nói danh tự ngã. Ngã rốt ráo chẳng sinh giống như ngã, các pháp cũng như vậy, không có tự tánh. Những sắc gì rốt ráo không sinh, những thọ tưởng hành thức gì rốt ráo không sinh. Bạch Thế Tôn, rốt ráo không sinh không gọi là sắc, rốt ráo không sinh không gọi là thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, nếu pháp rốt ráo không sinh nên dạy đó là Bát Nhã Ba La Mật ư? Lìa rốt ráo không sinh cũng không có Bồ Tát tu hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu Bồ Tát nghe nói lời này mà tâm không chìm đắm, yêu hối, không kinh, không hãi, không sợ, nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát như vậy có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, do nhân duyên gì nên nói Bồ Tát Ma Ha Tát tiền tế không thể có được, hậu tế không thể có được, trung tế không thể có được? Tu Bồ Đề, do nhân duyên gì nên nói sắc vô biên nên biết Bồ Tát cũng vô biên, thọ tưởng hành thức vô biên nên biết Bồ Tát cũng vô biên? Tu Bồ Đề, do nhân duyên gì nên nói sắc là Bồ Tát cũng không thể có được, thọ tưởng hành thức là Bồ Tát cũng không thể có được? Tu Bồ Đề, do nhân duyên gì nên nói nơi hết thảy chủng, hết thảy chỗ tìm Bồ Tát không thể có được, nên dạy Bát Nhã Ba La Mật cho những Bồ Tát như thế nào? Tu Bồ Đề, do nhân duyên gì nên nói Bồ Tát chỉ có danh tự? Tu Bồ Đề, do nhân duyên gì nên như nói danh tự ngã, ngã do giáo không sinh, như ngã các pháp cũng như vậy, đều không có tự tánh? Tu Bồ Đề, những sắc gì rốt ráo không sinh, những thọ tưởng hành thức gì rốt ráo không sinh? Tu Bồ Đề, do nhân duyên gì nên nói rốt ráo không sinh không gọi là sắc, rốt ráo không sinh không gọi là thọ tưởng hành thức? Tu Bồ Đề, do nhân duyên gì nên nói nếu pháp rốt ráo không sinh nên dạy Bát Nhã Ba La Mật ấy chăng? Tu Bồ Đề, do nhân duyên gì nên nói địa rốt ráo không sinh thì cũng không có Bồ Tát tu hành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tu Bồ Đề, do nhân duyên gì nên nói nếu Bồ Tát nghe lời nói ấy mà tâm không chìm đắm, không yêu hối, không kinh, không hãi, không sợ, nếu tu hành được như vậy ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật? Bấy giờ Tu Bồ Đề trả lời Xá Lợi Phất rằng: Vì chúng sinh không có nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Vì chúng sinh không nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Vì chúng sinh lìa nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Xá Lợi Phất, vì sắc không có nên tiền tế không thể có được. Vì thọ tưởng hành thức không có nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Vì sắc không nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Vì thọ tưởng hành thức không nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Vì sắc lìa nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Vì thọ tưởng hành thức lìa nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Xá Lợi Phất, vì sắc tánh không có nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Vì thọ tưởng hành thức tánh không có nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Xá Lợi Phất, vì thí Ba La Mật không có nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Vì giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật không có nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Vì sao? Xá Lợi Phất, vì trong không tiền tế không thể có được, hậu tế không thể có được, trung tế không thể có được. Không chẳng khác Bồ Tát, Bồ Tát chẳng khác tiền tế. Xá Lợi Phất, không Bồ Tát tiền tế, các pháp ấy không hay không khác. Do nhân duyên ấy nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Xá Lợi Phất, vì thí Ba La Mật không nên thí Ba La Mật lìa. Vì thí Ba La Mật tánh không có nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Vì giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật không nên Bát Nhã Ba La Mật lìa. Vì Bát Nhã Ba La Mật tánh không có nên Bồ Tát tiền tế không thể có được. Vì cớ sao? Xá Lợi Phất, trong không tiền tế không thể có được, hậu tế không thể có được, trung tế không thể có được. Không chẳng khác Bồ Tát, Bồ Tát cũng chẳng khác tiền tế. Xá Lợi Phất,
không Bồ Tát Tiền Tế, không hai không khác. Do nhân duyên ấy, xá lợi Phất nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Lại nữa, xá lợi Phất nội không, không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Cho đến vô pháp hữu pháp không, không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Vì nội không không nên nội không lìa, vì nội không tánh không có, cho đến vô pháp hữu pháp không, vì không vì lìa, vì tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Các nghĩa khác như trên đã nói. Lại nữa, xá lợi Phất bốn niệm xứ không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Bốn niệm xứ vì không vì lìa, vì tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Cho đến 18 pháp không chung không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. 18 pháp không chung vì không vì lìa, vì tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Các nghĩa khác như trên đã nói, do nhân duyên ấy, xá lợi Phất nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Lại nữa, xá lợi Phất hết thảy muôn tam muội, hết thảy muôn đà la ni không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Muôn tam muội, muôn đà la ni vì không vì lìa, vì tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Các nghĩa khác như trên nói. Lại nữa, xá lợi Phất pháp tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Pháp tánh vì không vì lìa, vì tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Các nghĩa khác như trên đã nói. Lại nữa, xá lợi Phất như như vì không có, vì không vì lìa, vì tánh không có, thật tế vì không có, vì không vì lìa, vì tánh không có, bất khả tư nghị tánh không có, vì không vì lìa, vì tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Các nghĩa khác như trên nói. Lại nữa, xá lợi Phất vì thanh văn không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Thanh văn vì không vì lìa, vì tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Bích chi Phật vì không có, vì không vì lìa, vì tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Phật vì không có, vì không vì lìa, vì tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Vô thượng chánh đẳng chánh giác vì không có, cho đến vì tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Lại nữa, trí nhất thiết trùng vì không có, cho đến vì tánh không có nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Vì sao? Xá lợi Phất, vì không Tiền Tế không thể có được, hậu tế không thể có được, trung tế không thể có được nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được. Xá lợi Phất, không chẳng khác Bồ Tát, cũng chẳng khác Tiền Tế, không Bồ Tát Tiền Tế các pháp ấy không hai không khác. Do nhân duyên ấy, xá lợi Phất nên Bồ Tát Tiền Tế không thể có được, hậu tế trung tế cũng như vậy. Luận hỏi: Trước đã nói Bồ Tát, danh tự Bồ Tát không thể có được, thì vì ai để nói Bát Nhã Ba La Mật, sau nay còn nói lại? Đáp: Không nên hỏi câu ấy, vì tu Bồ Đề tu không hạnh đệ nhất, thường ưa nói không. Nếu có nói thì cũng thường đem không môn để lợi ích chúng sinh. Lại nữa, trên mới lược nói, trong đây lấy 10 thứ để phân biệt rộng nghĩa Bồ Tát không thể có được. Hành giả nếu quán các pháp không, tùy thuận vô tướng vô tác, vì tâm vô tác nên không muốn có tác vi, như vậy còn không thể tự làm lợi ích cho mình, huống gì làm lợi ích cho người. Nếu người ở vào tâm hữu ngã, thời có thể phân biệt các pháp tướng lành và chẳng lành, nhóm các pháp lành, bỏ các pháp chẳng lành. Này Phật dạy trong Bát Nhã Ba La Mật, không nên có tâm chấp ngã, không nên phân biệt các pháp, chỉ tu hành các thiện. Việc ấy rất khó, hành giả nghĩ rằng nếu không có ngã, thời ai tu điều thiện. Nghĩ rằng trước có ngã, nay vì Bát Nhã Ba La Mật nên không có, nên sinh tâm lo buồn. Vì thế nên tu Bồ Đề nói lại, ngã từ xưa lại đây, không có chứ chẳng phải trước có nay không. Hành giả biết như vậy, xưa nay tự không có, nay không mất gì, cho nên không lo sợ. Vì như cây lớn dễ sâu, không thể chặt một nhát mà đứt, phải dùng sức chặt nhiều búa mới đứt được. Bồ Tát cũng như vậy, không thể nói một lần mà được, vì vậy nên phải phân biệt rộng. Tu Bồ Đề khi hỏi Phật, nghĩ rằng nếu quyết định có Bồ Tát, thời ba đời đều có, nay trong đời trước không có Bồ Tát. Vì sao? Vì đời trước không có bắt đầu, đời vị lai cũng như vậy. Vì chưa có nhân duyên, trước sau đối đãi mới có trung gian. Nếu không có trước sau, thời không có trung gian. Nếu cho năm uẩn là Bồ Tát, năm uẩn không biên giới, do trước, do nhiều nhân duyên, nói năm uẩn rốt ráo không, nên vô lượng vô biên, vô lượng vô biên, nên đồng là pháp vô vi.
Nếu Bồ Tát vô biên, việc ấy không đúng, do nhân duyên ấy nên Bồ Tát không thể có được, sẽ thuyết cho ai? Trong tất cả chỗ, tất cả chủng, tất cả thời đều Bồ Tát không thể được, không thể có được, sẽ thuyết cho ai? Như ngã rốt ráo không sinh, không, không có gì, năm uẩn cũng như vậy, rốt ráo không sinh, không có gì. Đã không có chúng sinh và pháp năm uẩn, làm sao có Bồ Tát? Hỏi, chúng sinh và năm uẩn rốt ráo không sinh, người hiểu được pháp ấy tức là Bồ Tát sao? Đáp, rốt ráo không sinh, không gọi là sắc, không gọi là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì năm uẩn là tướng sinh, trong rốt ráo không sinh không có tướng tự phân biệt ấy. Năm uẩn rốt ráo không sinh thì không thể đem ra giáo hóa, xa lìa rốt ráo không sinh, cũng không có Bồ Tát hành đạo, vậy sẽ dạy ai? Bồ Tát nghe như vậy, không sợ không hãi, ấy là có thể tu hành Bồ Tát đạo. Hỏi, ngã với Bồ Tát là một vật, cớ sao lấy ngã ví dụ Bồ Tát? Đáp, trong Bát Nhã Ba La Mật, hết thảy pháp đều không. Đối với kẻ sơ học, không tiện vì họ nói không, nên trước tiên phải phân biệt tội phước, bỏ tội tu phước. Phước đức quả báo vô thường nên sinh khổ, thế nên bỏ phước nhằm chán thế gian, cầu đạo vào Niết Bàn. Bây giờ nên suy nghĩ rằng, nhân người ngã nên sinh các phiền não, ngã ấy ở trong sáu thức tìm không thể có được, chỉ ra điên đảo nên chấp ngã. Thế nên hiểu lý vô ngã dễ, dễ nên có thể lãnh thọ giáo hóa. Điều nói sắc không, thầy khó hiểu, tùy tai nghe nói không, mắt thường thấy thật có. Thế nên trước phá cái ngã đối với tội ác, sau mới phá tất cả pháp. Tất cả những Phật tử đắc đạo, tự biết tự chứng vô ngã, người chưa đắc đạo thì tin các pháp không, chẳng thể như tin vô ngã, thế nên lấy vô ngã để ví dụ. Trong đây Tu Bồ Đề nói hết thảy pháp không, suy đến không có Bồ Tát, nên dùng vô ngã để ví dụ, lấy nhỏ ví dụ lớn, như lấy đường phèn ví dụ cam lồ. Hỏi, Xá Lợi Phất đã biết nghĩa không vô ngã, có gì còn mỗi việc mỗi hỏi? Đáp, Tu Bồ Đề là thuộc hàng thanh văn, đức không bằng Bồ Tát, mà ở trước Phật nói Bát Nhã thâm sâu, thầy tông hàng Bồ Tát mới học, hoặc sinh nghi. Trên kia, Phật khen tuy ông nói về Đại Thừa, tùy thuận Bát Nhã, vẫn cho là Phật muốn thuận theo Tu Bồ Đề. Xá Lợi Phất muốn dứt cái nghi ấy nên hỏi. Lại nữa, Phật cùng Tu Bồ Đề nói Bát Nhã cho đến rốt ráo, nên Xá Lợi Phất mỗi việc mỗi hỏi khiến Tu Bồ Đề khéo phân biệt thâm nghĩa, khiến mọi người kính tin. Vì vậy, nên hỏi trong quá khứ Bồ Tát không thể có được, cho đến vẫn không sợ không hãi. Tu Bồ Đề đáp nghĩa, ngã, chúng sinh, người chính là một vật. Nhưng khi chưa đắc đạo, gọi là phàm phu, khi mới vào đạo cho đến A-la-hán gọi là người thanh văn. Khi quán pháp nhân duyên ngộ lý không, chưa sâu, ít thương xót chúng sinh gọi là người bích chi Phật. Khi sâu vào pháp không hành sáu ba la mật, lại từ đại bi, ấy gọi là người Bồ Tát. Vì công đức khác nhau nên tên gọi cũng khác nhau. Như ngã chúng sinh người là một việc, mà do mắt thấy việc nên gọi là người ấy. Ý biết được nên gọi là người biết, thọ khổ vui nên gọi là người thọ. Ngã chúng sinh người trước đã nói do các nhân duyên không có, nên Bồ Tát cũng phải không có. Thế nên Tu Bồ Đề nói với Xá Lợi Phất vì chúng sinh không có, nên trong ba đời không có Bồ Tát. Hỏi, do năm uẩn hòa hợp có Bồ Tát, vậy Bồ Tát lẽ phải không có, còn năm uẩn lẽ phải có? Đáp, vì phá việc ấy nên nói không có chúng sinh, không có ngã. Không có ngã thời nên năm uẩn không thuộc về đâu, không thuộc về đâu nên không, vì không nên không có Bồ Tát. Hỏi, nếu năm uẩn không, không tức là Bồ Tát? Đáp, năm uẩn không cũng chẳng phải Bồ Tát. Không, không có gì, nên không có phân biệt. Năm uẩn lìa, năm uẩn vô tánh cũng không có Bồ Tát. Nếu nói không có Bồ Tát, thời ba đời đều không có. Quán các pháp thế gian năm uẩn, vân vân, và quán đạo pháp, sáu ba la mật, vân vân, ấy gọi là Bồ Tát. Vì pháp ấy không, nên Bồ Tát cũng không. Trong đây Phật tử nói, nhân duyên về các pháp không, không khác Bồ Tát, Bồ Tát không khác các pháp không. Bồ Tát không và ba đời không, không hai không khác, từ pháp sáu ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng, tu theo pháp ấy nên gọi là Bồ Tát. Vì các pháp ấy không nên Bồ Tát cũng không. Pháp không này thành văn bích chi Phật, chứng nhập không ấy gọi là thành văn bích chi Phật. Thành văn bích chi Phật khi chứng nhập nhân không, Bồ Tát cũng như vậy.
Kinh. Như Xá Lợi Phất nói, vì sắc vô biên nên biết Bồ Tát cũng vô biên, thọ tưởng hành thức vô biên nên biết Bồ Tát cũng vô biên. Xá Lợi Phất, sắc như hư không, thọ tưởng hành thức như hư không. Vì sao? Xá Lợi Phất, ý như hư không biên tế, không thể có được, trung gian không thể có được, không có biên tế, không có trung gian nên chỉ gọi là hư không. Như vậy Xá Lợi Phất, sắc biên tế không thể có được, trung gian không thể có được, vì sắc ấy không, trong không cũng không có biên tế, cũng không có trung gian, thọ tưởng hành thức biên tế không thể có được, trung gian không thể có được, vì thức ấy không, trong không không có biên tế, không có trung gian. Do nhân duyên ấy nên Xá Lợi Phất, sắc không biên tế nên biết Bồ Tát cũng không có biên tế, thọ tưởng hành thức không có biên tế nên biết Bồ Tát cũng không có biên tế, cho đến 18 pháp không chung như vậy. Như Xá Lợi Phất nói, sắc là Bồ Tát ấy cũng không thể có được, thọ tưởng hành thức là Bồ Tát cũng không thể có được. Xá Lợi Phất, sắc sắc tướng không, thọ tưởng hành thức thức tướng không, thí ba la mật, thí ba la mật tướng không, cho đến bát nhã ba la mật cũng như vậy. Nội không, tướng nội không cũng không, cho đến vô pháp hữu pháp không, tướng vô pháp hữu pháp không cũng không. Bốn niệm xứ, tướng bốn niệm xứ không, cho đến 18 pháp không chung, 18 pháp không chung tướng không. Như như pháp tánh thật tế, bất khả tư nghỉ tánh, bất khả tư nghỉ tánh tướng không. Môn tam muội, tướng môn tam muội không, môn đà la ni, tướng môn đà la ni không. Nhất thiết trí, tướng nhất thiết trí không, đạo chủng trí, tướng đạo chủng trí không. Trí nhất thiết chủng, tướng trí nhất thiết chủng không. Thạch văn thừa, tướng thanh văn thừa không. Bích chi phật thừa, tướng bích chi phật thừa không. Phật thừa, tướng phật thừa không. Người thanh văn, tướng người thanh văn không. Bích chi phật, tướng bích chi phật không. Phật, tướng phật không. Trong không, sắc không thể có được, thọ tưởng hành thức không thể có được. Do nhân duyên ấy nên Xá Lợi Phất, sắc là Bồ Tát cũng không thể có được, thọ tưởng hành thức là Bồ Tát cũng không thể có được. Như Xá Lợi Phất nói, do nhân duyên gì nơi tất cả chủng, tất cả xứ tìm Bồ Tát không thể có được, phải sẽ dạy Bồ Tát nào về bát nhã ba la mật. Xá Lợi Phất, sắc không thể có được trong sắc, sắc không thể có được trong thọ, thọ không thể có được trong thọ, thọ không thể có được trong sắc, thọ không thể có được trong tưởng, tưởng không thể có được trong tưởng, tưởng không thể có được trong sắc, thọ tưởng không thể có được trong hành, hành không thể có được trong hành, hành không thể có được trong sắc thọ tưởng, hành không thể có được trong thức, thức không thể có được trong thức, thức không thể có được trong sắc thọ tưởng hành. Xá Lợi Phất, mắt không thể có được trong mắt, mắt không thể có được trong tai, tai không thể có được trong tai, tai không thể có được trong mắt, tai không thể có được trong mũi, mũi không thể có được trong mũi, mũi không thể có được trong mắt, tai mũi không thể có được trong lưỡi, lưỡi không thể có được trong lưỡi, lưỡi không thể có được trong mắt, tai mũi, lưỡi không thể có được trong thân, thân không thể có được trong thân, thân không thể có được trong mắt, tai mũi, lưỡi, thân không thể có được trong ý, ý không thể có được trong ý, ý không thể có được trong mắt, tai mũi, lưỡi, thân. Sáu nhập, sáu thức, sáu xúc, sáu xúc làm nhân duyên sinh thọ cũng như vậy. Thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, hết thảy môn tam muội, hết môn đà la ni tánh pháp, cho đến bích chi phật pháp, sơ địa cho đến thập địa, nhất thiết trí, đạo chủng trí, trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Tu đạo hoàng cho đến a la hán, bích chi phật, bồ tát, phật cũng như vậy. Bồ tát không thể có được trong bồ tát, bồ tát không thể có được trong bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật không thể có được trong bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật không thể có được trong bồ tát. Trong bát nhã ba la mật, giáo hóa là vô sở hữu, không thể có được trong giáo hóa. Giáo hóa là vô sở hữu, không thể có được trong giáo hóa. Bồ Tát và bát nhã ba la mật là vô sở hữu, không thể có được. Như vậy, Xá Lợi Phất, hết thảy pháp là vô sở hữu, không thể có được. Do nhân duyên ấy nên hết thảy nơi hết thảy chủng, hết thảy xứ tìm Bồ Tát không thể có được, nên dạy Bồ Tát nào về bát nhã ba la mật. Như Xá Lợi Phật nói,
Do nhân duyên gì nên nói Bồ Tát Mahātát chỉ có giả danh, xá lợi phất sắc là giả danh, thọ tưởng hành thức là giả danh, tên sắc chẳng phải sắc, tên thọ tưởng hành thức là giả danh, tên sắc chẳng phải sắc, tên thọ tưởng hành thức chẳng phải thức. Vì sao? Vì tên tướng, tên không. Nếu không thầy chẳng phải Bồ Tát, do nhân duyên ấy nên xá lợi phất Bồ Tát chỉ có giả danh. Lại nữa, xá lợi phất thí ba la mật chỉ có danh tự, trong danh tự chẳng phải có thí ba la mật, trong thí ba la mật chẳng phải có danh tự. Do nhân duyên ấy nên Bồ Tát chỉ có giả danh. Giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật chỉ có giả danh. Trong danh tự không có bát nhã ba la mật, trong bát nhã ba la mật không có danh tự. Do nhân duyên ấy nên Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá lợi phất, nội không chỉ có danh tự, cho đến vô pháp hữu pháp không chỉ có danh tự, trong danh tự không có nội không, trong nội không không có danh tự. Vì sao? Vì danh tự và nội không đều không thể có được, cho đến vô pháp hữu pháp không cũng như vậy. Do nhân duyên ấy nên xá lợi phất Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá lợi phất, bốn niệm xứ chỉ có danh tự, cho đến 18 pháp không chung chỉ có danh tự. Hết thành môn tam muội, hết thành môn đà la ni cho đến trí nhất thiết trùng cũng như vậy. Do nhân duyên ấy nên xá lợi phất tôi nói Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá lợi phất nói, do nhân duyên gì nên nói danh tự ngã rốt ráo không sinh? Xá lợi phất, ngã rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh? Cho đến kẻ biết kẻ thấy rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh? Xá lợi phất, sắc rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh? Thọ tưởng hành thức rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh? Mắt rốt ráo không thể có được, cho đến ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh? Thí ba la mật rốt ráo không thể có được, cho đến bát nhã ba la mật rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh? Nội không rốt ráo không thể có được, cho đến vô pháp hữu pháp không rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh? Bốn niệm xứ rốt ráo không thể có được, cho đến 18 pháp không chung rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh? Các môn tam muội, các môn đà la ni không thể có được, làm sao có sinh? Thanh văn cho đến Phật rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh? Do nhân duyên ấy nên xá lợi phất tôi nói như danh tự ngã, ngã cũng rốt ráo không sinh. Luận hỏi: tầm tâm số pháp vô hình không thể thấy nên có thể vô biên, còn sắc có hình có thể thấy làm sao vô biên? Đáp: không chỗ nào không có sắc, không thể chủ lượng nó xa gần nặng nhẹ. Như Phật dạy, bốn đại không nơi nào không có nên gọi là đại, không thể dùng năm thức biết được giới hạn của nó, không thể dùng cân đấu lượng nó nhiều ít nặng nhẹ được nên nói sắc là vô biên. Lại nữa, sắc ấy ở thời quá khứ lúc sơ thủy không thể có được, trong thời vị lai không có giới hạn kiếp số nhiều ít hằng hà xa, sắc sẽ có cùng tận nên không có gần mé sau, gần mé đầu gần mé sau không có nên đoạn giữa cũng không có. Lại nữa, gần mé là tướng của sắc, sắc ấy bị phân biệt phá tan nên gần mé không thể có được vì không có bản tướng. Lại nữa, pháp vô vi chẳng sinh chẳng diệt nên vô số vô lượng vô biên, do pháp không quán, quán sắc đều không cùng với hư không và vô vi đồng tướng, trong vô số vô lượng vô biên cho đến mảy may vi trần cũng không thể có được, huống gì Bồ Tát. Thế nên nói năm uẩn vô biên, Bồ Tát cũng vô biên như sắc vô biên, cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Tùy theo tướng mà phân biệt, như trước nói năm uẩn ấy vô lượng vô biên vô số nên không được nói sắc là Bồ Tát, bốn uẩn kia cũng như vậy. Lại nữa, sắc nếu lìa tâm tâm số pháp thời như cây cỏ ngói đá, làm sao gọi là Bồ Tát? Nếu tâm tâm số pháp lìa sắc, thời không có chỗ nương dựa cũng không thể làm được gì, làm sao gọi là Bồ Tát? Lại nữa, 6 ba la mật, 18 không, 37 phẩm, 10 lược cho đến 18 pháp không chung, như như pháp tánh thật tế, bất khả tư nghỉ tánh, ba môn giải thoát, môn đà la ni, các môn tam huệ, nhất thiết trí, tát bà nhã, đạo chủng trí, trí nhất thiết chủng, ba thừa, người ba thừa,
hoặc tu hoặc quán các pháp ấy gọi là Bồ Tát. Các pháp ấy đều vì từ tướng không nên không, đó là thí ba la mật, thí ba la mật tướng không cho đến Phật, Phật tướng không. Hết thảy xứ là năm uẩn, 12 nhập, 18 giới cho đến trí nhất thiết chủng. Hết thảy chủng là 18 không, 3 môn giải thoát, bát nhã, ba la mật, quán hoặc thường hoặc vô thường vân vân, và một môn, hai môn cho đến vô lượng môn vân vân, ấy gọi là hết thảy chủng. Nơi xứ và chủng đó tìm cầu Bồ Tát không thể có được. Lại vì nơi tự pháp không có tự pháp, cũng không có tha pháp như trong đây nói sắc, không thể có được trong sắc, không thể có được trong thọ, thọ không thể được trong thọ, thọ không thể có được trong sắc. Cho đến bát nhã ba la mật không thể có được trong bát nhã ba la mật. Cho đến giáo hóa không thể có được trong giáo hóa. Chỉ có danh tự năm uẩn ấy phá hoại tán diệt như hư không, không khác. Bồ Tát chỉ có danh tự như người huyễn hóa trong danh tự giả lập, giả lại lập danh tự. Tu Bồ Đề nói với Xá Lợi Phất, không chỉ Bồ Tát là danh tự giả, mà năm uẩn cũng đều là danh tự giả. Trong danh tự giả, tướng danh tự giả không thể có được, đều nhập vào đệ nhất nghĩa. Nếu không như vậy, tức chẳng phải Bồ Tát. Lại nữa, sáu ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng, tu hành pháp ấy nên gọi là Bồ Tát. Pháp ấy cũng danh tự giả, Bồ Tát cũng danh tự giả, không có gì. Các pháp ấy gượng đặt tên do nhân duyên hòa hợp nên có, cũng không có sự thật đó. Ngã danh tự, rốt ráo không sinh, như phần đầu của phần này đã nói. Trong đó Tu Bồ Đề cũng lấy chúng sinh không và pháp không để phá ngã, nghĩa là ngã rốt ráo không thể có được. Cho đến kẻ biết kẻ thấy không thể có được, làm sao có sinh? Năm uẩn rốt ráo không thể có được, làm sao có năm uẩn sinh? Cho đến ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh? Sáu ba la mật rốt ráo không thể có được, cho đến các môn đà la ni, môn tam muội, thành văn bích chi Phật, Phật rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh? Nếu pháp trước đã có, vậy sao có thể hỏi nó sinh? Pháp trước, pháp thể trước đã không có, làm sao có sinh? Kinh, như Xá Lợi Phật nói, như ngã các pháp cũng như vậy, không có tự tánh. Xá Lợi Phất, các pháp hòa hợp sinh nên không có tự tánh. Xá Lợi Phất, những gì hòa hợp sinh không có tự tánh. Xá Lợi Phất, sắc hòa hợp sinh không có tự tánh. Thọ tưởng hành thức hòa hợp sinh không có tự tánh. Mắt hòa hợp sinh không có tự tánh. Cho đến ý hòa hợp sinh không có tự tánh. Sắc cho đến pháp, nhãn giới cho đến pháp giới. Địa chủng cho đến thức chủng. Nhãn xúc cho đến ý xúc. Nhãn và xúc làm nhân duyên sinh thọ cho đèn ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ hòa hợp sinh không có tự tánh. Thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật hòa hợp sinh không có tự tánh. Bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trung hòa hợp sinh không có tự tánh. Lại nữa, Xá Lợi Phất, hết thảy pháp vô thường cũng chẳng diệt mất. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, những pháp gì vô thường cũng chẳng diệt mất? Tu Bồ Đề đáp, sắc vô thường cũng chẳng diệt mất, thọ tưởng hành thức vô thường cũng chẳng diệt mất. Vì sao? Vì nếu pháp vô thường, tức là tướng động, tức là tướng không, do nhân duyên ấy nên Xá Lợi Phất, hết thảy pháp hữu vi vô thường cũng chẳng diệt mất. Hoặc pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu ký, hoặc pháp vô ký, vô thường cũng chẳng diệt mất. Vì sao? Vì nếu pháp vô thường, tức là tướng động, tức là tướng không, do hết thảy duyên ấy nên Xá Lợi Phất, hết thảy pháp có tạo tác vô thường cũng chẳng diệt mất. Lại nữa, Xá Lợi Phất, hết thảy pháp chẳng phải thường, chẳng phải diệt mất. Xá Lợi Phất hỏi, những pháp gì chẳng phải thường, chẳng phải diệt mất? Tu Bồ Đề đáp, sắc chẳng phải thường, chẳng phải diệt mất. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy. Thọ tưởng hành thức chẳng phải thường, chẳng phải diệt mất. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy. Cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh ra, chẳng phải thường, chẳng phải diệt mất. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy. Do nhân duyên ấy nên Xá Lợi Phất, các pháp hòa hợp sinh không có tự tánh. Như Xá Lợi Phất nói,
Nhân duyên gì nên sắc rốt ráo chẳng sinh, thọ tưởng hành thức rốt ráo chẳng sinh? Tu Bồ Đề đáp: Sắc chẳng phải pháp tạo tác, thọ tưởng hành thức chẳng phải pháp tạo tác. Vì sao? Vì tác giả không thể có được. Sáng lợi Phất: Mắt chẳng phải pháp tạo tác. Vì sao? Vì tác giả không thể có được. Cho đến ý cũng như vậy, danh giới mắt cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh cũng như vậy. Lại nữa, xá lợi Phất, hết thảy các pháp đều chẳng phải khởi lên, chẳng phải tạo tác. Vì sao? Vì tác giả không thể có được. Do nhân duyên ấy nên xá lợi Phất, sắc rốt ráo chẳng sinh, thọ tưởng hành thức rốt ráo chẳng sinh. Như xá lợi Phất nói, do nhân duyên gì nên rốt ráo chẳng sinh ấy chẳng gọi là sắc, rốt ráo chẳng sinh ấy chẳng gọi là thọ tưởng hành thức. Tu Bồ Đề đáp: Sắc tánh không, không ấy không sinh không diệt, không trụ, không khác, thọ tưởng hành thức, tánh không, không ấy không sinh không diệt, không trụ, không khác, mắc cho đến hết thảy pháp hữu vi tánh không, không ấy không sinh không diệt, không trụ, không khác. Do nhân duyên ấy, nên xá lợi Phất, rốt ráo chẳng sinh, không gọi là sắc, rốt ráo chẳng sinh, không gọi là thọ tưởng hành thức. Như xá lợi Phất nói, do nhân duyên gì nên pháp rốt ráo chẳng sinh, nên dạy Bát Nhã Ba La Mật ấy ư? Tu Bồ Đề đáp: Rốt ráo chẳng sinh tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật tức là rốt ráo chẳng sinh. Bát Nhã Ba La Mật và rốt ráo chẳng sinh không hai không khác. Do nhân duyên ấy nên xá lợi Phất nói rốt ráo chẳng sinh nên dạy Bát Nhã Ba La Mật. Như xá lợi Phất nói, do nhân duyên gì nên lìa rốt ráo chẳng sinh, thời không có Bồ Tát tu hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật không thấy rốt ráo chẳng sinh khác với Bát Nhã Ba La Mật, cũng không thấy rốt ráo chẳng sinh khác với Bồ Tát. Rốt ráo chẳng sinh và Bồ Tát không hai không khác, không thấy rốt ráo chẳng sinh nào với sắc. Vì sao? Vì rốt ráo chẳng sinh và sắc không hai không khác, không thấy rốt ráo chẳng sinh khác với thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì rốt ráo chẳng sinh và thọ tưởng hành thức không hai không khác, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Do hận duyên ấy, do nhân duyên ấy nên xá lợi Phất, lìa rốt ráo chẳng sinh thể không có tu, không có Bồ Tát tu hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như xá lợi Phất nói, do nhân duyên gì nên Bồ Tát nghe nói lời ấy, tâm chẳng chìm đắm, chẳng yêu hối, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, ấy gọi là Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát Ma Ha Tát không thấy các pháp có giác tri tưởng, chỉ thấy hết thảy các pháp như mộng, như viễn, như sóng nắng, như ảnh, như biến hóa. Xá lợi Phất, do nhân duyên ấy nên Bồ Tát nghe lời ấy, tâm không chìm đắm, không hối, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Luận giả nói, các pháp không có tự tánh, là lấy tánh không phá mỗi mỗi tánh của các pháp. Trong đây Tu Bồ Đề tự nói, các pháp hòa hợp sinh không có tự tánh như hòa hợp pháp năm uẩn và thiện pháp sáu ba la mật. Tự ấy xuất ra danh tự Bồ Tát. Bồ Tát ấy là pháp do tạo tác. Các pháp hòa hợp sinh nên chẳng phải do một pháp tạo thành. Vì thế nên nói là giả danh. Các pháp ấy cũng từ bên hòa hợp sinh. Thì như có mắt, có sắc, có ánh sáng, có khoảng không, có tâm muốn thấy, đủ các nhân duyên ấy hòa hợp sinh nhãn thức. Trong đây không được nói con mắt là cái thấy, hoặc thức là cái thấy, hoặc sắc là cái thấy, hoặc ánh sáng là cái thấy. Nếu mắt, sắc, thức mỗi mỗi không thấy được gì thì hòa hợp lại cũng không thể có thấy. Vì vậy cái thấy rốt ráo không như viễn như mộng, hết thể các pháp cũng như vậy. Lại nữa, hết thể các pháp vô thường cũng chẳng mất. Vô thường thời phá điên đảo chấp thường, chẳng mất thời phá điên đảo chấp đoạn. Phá vô thường chẳng mất ấy chính là vào cửa thật tướng. Thế nên Tu Bồ Đề nói với xá lợi Phất, vô thường tức tướng động, tức là tướng không, hết thảy pháp cũng như vậy. Lại nữa, hết thảy pháp chẳng phải thường, chẳng phải mất, là như nghĩa sau cùng của 18 không. Sắc rốt ráo chẳng sinh là vì năm uẩn, tác giả sinh giả khỏi giả không thể có được. Lại nữa, tướng sinh không thể có được, như trước đã nói trong đoạn phá sinh. Nếu hết thảy pháp cũng như vậy, vì sao? Nếu nói sắc chẳng sinh là chẳng phải sắc,
chẳng phải thọ tưởng hành thức. Trong đây Tu Bồ Đề nói, sắc tưởng nhân duyên sinh không có tự tánh, thường tướng không. Nếu pháp thường tướng không, pháp ấy không có tướng sinh, không có tướng diệt, không có tướng trụ, tướng dị. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thế nên pháp tướng chẳng sinh, tức là vô vi, chẳng phải tướng hữu vi. Các pháp khác cũng như vậy. Rốt ráo chẳng sinh thì sẽ dạy bát nhã cho ai? Rốt ráo chẳng sinh tức là thập tướng các pháp. Thật tướng các pháp tức là bát nhã ba la mật. Làm sao lấy bát nhã ba la mật, dạy bát nhã ba la mật? Nếu điều rốt ráo chẳng sinh mà có Bồ Tát, thời nên dạy bát nhã ba la mật. Song Bồ Tát và bát nhã ba la mật ấy rốt ráo chẳng sinh, không hai, không khác. Làm sao dạy cái rốt ráo chẳng sinh hành đạo được? Trong lần nói ở trên đã kết hợp giải thích, Bồ Tát nghe điều ấy mà không thối thất, không hối. Bồ Tát ấy, đối với hết thảy pháp, không thấy ngã, chúng sinh, cho đến kẻ biết kẻ thấy, cũng không có kẻ nói, cũng không có kẻ nghe, không có tả thuyết, không có chánh thuyết, cũng không có kẻ không thuyết. Biết hết thảy pháp do nhân duyên hòa hợp nên sinh, các duyên xa lìa nên diệt, không có cái sinh khởi, không có cái diệt mất. Cho nên không sợ, không hãi, không chìm đắm, không yêu hối. Bồ Tát biết hết thảy pháp hư dối, không thật, không định, hoặc khi chết gấp, hoặc đọa địa ngục ai tỷ, tâm còn không động, hướng gì nghe nói thành văn mà sợ hãi. Như người trong mộng thấy việc sợ hãi thức dậy, thoại không có tâm sợ, biết việc mộng dối gạt tâm, không có sự thật. Bồ Tát cũng như vậy, vào trong tâm mộng của thế gian, thấy có sợ hãi. Khi ngộ được thật tướng các pháp, thoại không có sợ hãi, biết các pháp chỉ là hư dối, không có chân thật. Lại nữa, thì như sự huyễn, người trí tùy thấy tâm không bề hoặc, biết đó là pháp hư dối. Bồ Tát cũng như vậy, biết hết thảy pháp như huyễn, hay dối tâm người, trong đó không có gì thật, vì vậy nên chẳng sợ hãi. Như sóng nắng, như ảnh, như hóa cũng như vậy. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành bát nhã ba la mật, quán các pháp như vậy. Khi thấy Bồ Tát chẳng thọ sắc, chẳng chỉ thị sắc, chẳng trụ sắc, chẳng đắm sắc. Kinh Đại Bát Nhã ghi, không thọ, không thủ, không trụ, không trước. Chẳng nói đó là sắc, thọ tưởng hành thức, cũng chẳng đánh thọ, chẳng chỉ thị, chẳng trụ, chẳng đắm, cũng chẳng nói đó là thọ tưởng hành thức. Đối với mắt chẳng thọ, chẳng chỉ thị, chẳng trụ, chẳng đắm, cũng chẳng nói đó là mắt tai, mũi lưỡi, thân ý, cũng chẳng đánh thọ, chẳng chỉ thị, chẳng trụ, chẳng đắm, cũng chẳng nói đó là ý. Thí ba la mật chẳng thọ, chẳng chỉ thị, chẳng trụ, chẳng đắm, cũng chẳng nói đó là thí ba la mật. Giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, chẳng thọ, chẳng thị, chẳng trụ, chẳng đắm, cũng chẳng nói đó là bát nhã ba la mật. Nội không, chẳng thọ, chẳng chỉ thị, chẳng trụ, chẳng đắm, cũng chẳng nói đó là nội không, cho đến vô pháp hữu pháp không cũng như vậy. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, khi Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành bát nhã ba la mật, đối với bốn niệm xứ chẳng thọ, chẳng chỉ thị, chẳng trụ, chẳng đắm, cũng chẳng nói đó là bốn niệm xứ, cho đến 18 pháp không trùng, chẳng thọ, chẳng chỉ thị, chẳng trụ, chẳng đắm, cũng chẳng nói đó là 18 pháp không trùng, hết thảy môn tam muội, hết thảy môn đà la ni, cho đến trí nhất thiết trùng, chẳng thọ, chẳng chỉ thị, chẳng trụ, chẳng đắm, cũng chẳng nói đó là trí nhất thiết trùng. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, khi Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành bát nhã ba la mật, chẳng thấy sắc cho đến chẳng thấy trí nhất thiết trùng. Vì sao? Vì sắc chẳng sinh là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức chẳng sinh là chẳng phải thức, mắt chẳng sinh là chẳng phải mắt, tai mũi lưỡi thần ý chẳng sinh là chẳng phải ý, thí ba la mật chẳng sinh là chẳng phải thí ba la mật, cho đến bát nhã ba la mật chẳng sinh là chẳng phải bát nhã ba la mật. Vì cớ sao? Vì sắc và chẳng sinh không hai không khác, cho đến bát nhã ba la mật và chẳng sinh không hai không khác. Nội không chẳng sinh là chẳng phải nội không, cho đến vô pháp hữu pháp không chẳng sinh là chẳng phải vô pháp hữu pháp không. Vì sao? Vì nội không cho đến vô pháp hữu pháp không và chẳng sinh không hai không khác. Bạch Đức Thế Tôn, bốn niệm xứ chẳng sinh là chẳng phải bốn niệm xứ. Vì sao? Vì bốn niệm xứ và chẳng sinh không hai không khác. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, pháp chẳng sinh ấy chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải ba, chẳng phải khác.
Vì vậy nên bốn niệm xứ và chẳng sinh không hai không khác cho đến 18 pháp không chung chẳng sinh là chẳng phải 18 pháp không chung. Vì sao? Vì 18 pháp không chung và chẳng sinh không hai không khác. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, pháp chẳng sinh ấy chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải ba, chẳng phải khác. Vì vậy nên 18 pháp không chung chẳng sinh chẳng phải 18 pháp không chung. Bạch Đức Thế Tôn, như như chẳng sinh là chẳng phải như như, cho đến tánh bất khả tư nghị chẳng sinh là chẳng phải tánh bất khả tư nghị. Bạch Đức Thế Tôn, vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng sinh, nhất thiết trí trí nhất thiết chủng chẳng sinh là chẳng phải trí nhất thiết chủng. Vì sao? Vì vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy cho đến trí nhất thiết chủng và chẳng sinh không hai không khác. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, pháp chẳng sinh ấy chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải ba, chẳng phải khác. Vì vậy nên cho đến trí nhất thiết chủng chẳng sinh là chẳng phải trí nhất thiết chủng. Bạch Đức Thế Tôn, sắc chẳng có tướng diệt là chẳng phải sắc. Vì sao? Vì sắc và tướng chẳng diệt không hai không khác. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì pháp chẳng diệt ấy chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải ba, chẳng phải khác. Vì vậy nên sắc chẳng có tướng diệt là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức tướng chẳng diệt là chẳng phải thức. Vì sao? Vì thức và tướng chẳng diệt không hai không khác. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, pháp chẳng diệt ấy chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải ba, chẳng phải khác. Vì vậy nên thức chẳng có tướng diệt là chẳng phải thức. Thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, vì vậy nên sắc nhập pháp số 02, thọ tưởng hành thức nhập pháp số 02, cho đến trí nhất thiết chủng nhập pháp số 02. Luận. Luận giả nói, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Bồ Tát quán các pháp như vậy, đối với năm uẩn có năm hạnh chánh quán, nghĩa là chẳng thọ, vì nơi năm uẩn có lửa vô thường đốt cháy tâm, chẳng chỉ thị, tức là chẳng chấp thủ tướng, chẳng phải chỉ quán cái lỗi vô thường, vân vân. Còn quán năm uẩn ấy không, không chấp thủ tướng. Chẳng trụ là không nương tựa năm uẩn, vì sợ giặc phiền não kéo đến, không dám trụ lâu. Ví như chỗ làng trống, chỗ giặc ở, người trí không nên ở lâu. Chẳng đắm là năm uẩn, nếu có một tội còn không nên đắm, huống gì thân có nhiều tội như đói khát, lạnh nóng, già bệnh chết, vân vân. Tâm thì có ưu sầu sợ hãi, ganh ghét sân hận, vân vân. Đời sau đọa vào ba đường ác, hết thảy đều vô thường, khổ không vô ngã, chẳng được tự tại, có vô lượng vô biên tội lỗi như vậy, làm sao đắm trước được? Không nói là sắc, vì không lấy tà kiến nói sắc hoặc thường hoặc vô thường, không nói năm uẩn có tướng nhất định như vậy, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Vì sao? Vì đối với sắc tu hành năm thứ chánh hành, năm uẩn ấy đều không có tướng sinh, đều một tướng. Một tướng thời là vô tướng. Nếu vô tướng thời chẳng phải có năm uẩn, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Nếu hết thảy pháp tướng chẳng sinh, cùng bát nhã ba la mật không hai không khác, có được tâm vô sinh ấy, tức là bát nhã ba la mật, được bát nhã ba la mật, tức là biết các pháp chẳng sinh chẳng diệt. Vì thế nên bát nhã ba la mật, tức là chẳng sinh không hai không khác. Lại nữa, Tu Bồ Đề tự nói nhân duyên rằng pháp vô sinh ấy chẳng phải tướng một, chẳng phải tướng hai, chẳng phải tướng ba, chẳng phải tướng khác. Vì sao? Vì các pháp vô sinh là một tướng, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy, như vô sinh vô diệt cũng như vậy. Hỏi, vì sao cuối cùng nói đến sắc cho đến trí nhất thiết chủng nhập vào pháp số 02? Đáp, Bồ Tát nếu chưa phá sắc, thời sinh kiết sử tham ái đắm theo sắc ấy. Phá sắc rồi, thời sinh tà kiến đắm vào sắc không ấy. Này dùng trí tuệ quán không để quán sắc đều không, không có hai tướng. Các pháp ấy hư vọng không thật, nhất vào nội nhập và ngoại nhập gọi là hai. Sắc cho đến trí nhất thiết chủng lìa hai nên gọi không hai. Này Tu Bồ Đề thương xót chúng sinh nên nói các pháp ấy không hai, nhập vào số pháp không hai. Hay cuốn 52 theo bản Hán.